Mẫn đi thăm vấn, cô chú đi thăm vấn với Mẫn nha. Mẫn là vấn muôn năm luôn á. Cái gì không có chứ vấn, vấn là nhiều lắm. Ôi kìa, hai ba con luôn cô chú. Nói lội kìa trời. Ôi đã vậy. Xíu nữa cô chú đi ra chợ Bánh Nhất, mình bán đồ nữa nha. Nó lội kìa. Lục bình, rễ lục bình dữ lắm luôn nè. Bữa nay sâu dữ ta. Ôi lúng, bữa nay lúng dữ luôn. Hả? Đúng rồi, hết rồi. Đứng mau đi lại đẳng nữa chứ. Cái cây này người ta vô, người ta chạy máy vô bơm nước á. Mày thiệt tình chứ mình biết người luôn rồi đó. Nhưng mà mình nói người ta không được. Cái vỏ đi vô á đè hả? Nè, nằm tuốt ở dưới luôn. Bởi vì có cá có mắm gì đâu. Cái này đi ra sữa. Ví dụ như mà lớn như vậy á, thấy người ta mình đi ngang rồi thôi mình sửa lại trả người ta đi. Không, không chịu đâu. Nói ra không mất lòng. Nói ra không có người ta. Không nói. Bữa nào đi canh nó đi ra sữa thì còn có cá mà ăn, bữa nào không thì nó ngã nghiêng ngã bẫy ngã nhọc ngã xuôi bởi vì không có cá vô. Trời ơi, rễ lục bình quá nhiều rồi. Ở bên kia lục bình bự lắm cô chú, bữa nay bự lắm luôn rồi nè. Cái này là bẻ nấu canh chua hay là bẻ xào là ăn ngon, ngon dữ dằn luôn. Nó không có dảnh cái đầu cứ đưa ở cái đầu đó hả? Ồ, mèn đét ơi, cá lồng tâm. Ôi trời. Ôi con lươn bự luôn nè cô chú. Thế hai bà con luôn. Ôi, ở đây một con bự nè, rồi bên đây nữa. Mẫn còn rộng lươn nữa, vẫn còn rộng mấy con nữa kìa. Lên đây cô chú ơi, cho nó dễ đổ. Bữa nay nắng lên sớm quá nè. Ôi bự thiệt cô chú ơi. Ôi nè, bự lắm luôn nè. Ôi luôn gì? Luôn gì á? Cái con luôn gì kiểu này á là Mẫn không có bán nha cô chú. Đổ cho khéo mới được. Luôn này ra được không ta? Xuống rồi đó. Trời ơi, nó bò kìa. Trắng với luôn nó bò kìa. Xíu mình vô nhà mình lựa cho chú không? Thấy ra cái xô này Mẫn lấy. Cái này Mẫn lấy cái xô là hợp lý này nè. Mà lấy cái vỏ là bó tay luôn.
cái vỏ là con lươn đó nó ra được nữa. Một ơi Mẫn đặt là 10 cái giớn rồi đó. Bởi vậy á, lúc nào video giớn của Mẫn cũng nhiều lắm luôn. Bữa nay á, Mẫn thăm giớn ở đây. Thì ngày mai á, Mẫn sẽ xuống nội thăm giớn. Cái hôm nay á, cô chú có để ý á, là video của Mẫn ít có ông nội xuất hiện. Tại vì ông nội á, mất đi làm mã cho ông cốc. Cho nên là ông nội đi mấy một tuần lễ nay luôn. Là gặp ông nội được một xíu là ông nội đi mất tiêu rồi. Tự lấy chìa khóa mở cửa vô lên. Mở cửa xong rồi bắt đầu cái là nào đi về cái đóng cửa lại, khóa cửa. Mấy gì mà bự dữ vậy ta? Đã kiểm. Có để chữ đã kiểm. Dữ lắm. Sáng ngày hôm qua Mẫn ra, Mẫn thấy cái kinh nó cạn queo luôn, nó cạn luôn. Mẫn nói trời ơi cái này mà được mò cá là ngon dữ lắm, là im dữ lắm. Thì Mẫn ra Mẫn coi á, thì nước nó trinh cạn, giớn Mẫn buộc ở trên cao lắm, cái nào nó cũng trọng ở trên trời hết trơn á. Còn ông cậu á thì buổi sáng ông cậu sẽ thăm, sáng hôm qua ông cậu thăm á, ông cậu buộc á thì nước nó cạn quá, cái ông cậu buộc cạn, ông cậu buộc thấp tuốt ở dưới luôn tới chừng buổi chiều. Giớn nào của ông cậu cũng bị nước ngập hết trơn. Giớn Mẫn vẫn còn. Ấy trời ơi, ôi trời ơi, lội qua bển cực á. Tình chớ Mẫn có đạp cái gốc cây vô chú, cái gốc cây ở đây nè. Là nó cứng nhắc luôn rồi nè. Đừng có tắm viên một bình ở đây nha. Trời ơi, nó khỏe thằng cổ. Mẫn mới tóc cao quá cho nên là nó hằn vô cổ.
nghịch tay rồi. Thường thường mà đứng ở bên kia không à, mà không có đứng ở bên đây. Xem cua người ta. Có cua thì có là cái chắc rồi. Đuôi được một con cua thế hả? Ê luôn ra, luôn ra, luôn ra. Chưa 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 vô nữa hả? Ê, còn nằm ở trên luôn. Cái gô còn nằm trên đây. Rồi, chết. Bản công nhận thiệt, chỉ có hai cái giớn thôi mà đủ ăn, đủ ăn, đủ ăn luôn. Không phải đủ ăn nữa, khá là nhiều luôn. Em ơi, xong rồi mình lên lựa cá nha cô chú. Còn cái 12 cửa nha cô chú. Em dở cái này luôn. Quá trời phèn. Cá chết rồi. Xinh lắm. Hai con có con cỡ một cô chú ơi. Hai cái hai con cá lóc luôn cô chú, có con cỡ một à. Quá đã luôn. Sao mà nó đâu ra hay vậy ta? Ê ôi lủng lỗ cho bá luôn mày. Ê trời. Nó mà xoay ngang cái là đi luôn mày. Thì cô chú có lỗ nó bự. Ra được. Hên á, cái này là hên nè. Dưới này nó ra đủ hết trơn nè. Cái này xoay bề được không ta?
này có lẩu bự lắm cô chú ơi. Này lẩu này con cá lóc nó chui ra là ngon lành luôn. Vừa nó luôn á. Bự xíu nữa nó ém vẫn ra, tại vì có nước cái da nó trơn lắm. Tính bỏ cái này rồi mà đi thăm đại. Mày dính được cặp cá lóc luôn. Nhiệt tình. Số phận nó hơn. Đây, bạn này mới mê nè. Cái nào này đâu? Ừ, đã quá cô chú. Còn đây nữa. Nói chung là hôm nay Mẫn bội thu cá nha cô chú. À, nãy được mấy con lươn Mẫn quên luôn rồi. Được cặp cá. Ồ, cái này im. Cái này im, cái thùng này im dữ dằn luôn, cho nó lội kìa. Rồi được hai con rắn chung luôn. Rồi được mớ cua luôn. Nói chung là bao nhiêu đây là Mẫn gom, đều gom đi bán được hết luôn. Rồi bây giờ Mẫn sẽ đi tắm xong rồi mình đem đi bán nha cô chú. Mình đi ra chợ mình bán sớm sớm xíu. Giờ này là cái cô con cũng đang ngồi, chắc đang ngồi mình quá. Tại hổm ra cũng ít có lương cua. Thank you.
á, vẫn soạn xong hết rồi nha cô chú, vẫn bỏ vô bọc hết trơn rồi nè. Cua, bọc cua, bọc rắn, bọc lươn. Bọc lươn này thì cái con lươn vậy vẫn gọn lại vậy, vẫn chỉ bán nguyên lãi thôi. Đó, bây giờ mình đem đi chợ mình bán, xách cái giỏ này đi chợ luôn. Giỏ này là muôn năm, đi đâu mình cũng xài cái giỏ này hết á. Quá trời đã luôn. Yeah.